Chào các bạn, video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một ICO, đó là ICO MoolyaCoin. ICO này thì có trong web chính thức của mình là MoolyaCoin.io. Các bạn hãy truy cập trực tiếp vào trang web này của chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin về dự án của ICO này. Trong dự án này thì chúng tôi có giới thiệu về khái niệm cũng như về sự phát triển của ICO, về những phát triển các tài liệu liên quan như là bài QR, ứng dụng live, video và các câu hỏi thường gặp được đưa ra. Chúng tôi là nền tảng toàn cầu live duy nhất cho tất cả 6 cộng đồng khởi nghiệp, gồm có như là Editor, Startup, Investor, Institution, Companies, Server, Provider. Việc bán trước của chúng tôi là live ngay bây giờ, thì trong đó hiện tại đã bán được 25%. Với hot cặp là 0 và hot cặp là 10 triệu Moolia. Và hiện tại các bạn đã có thể click ngay ở đây để đăng ký ICO MoolyaCoin ngay tại đây, và hãy click đây để tham gia trên Telegram của chúng tôi. Tiếp theo chúng tôi đưa ra khái niệm về ICO Moolia. Moolia là gì? Moolia Global là một hệ sinh thái khởi động kỹ thuật số toàn diện toàn cầu đầu tiên trên thế giới, và đỉnh cao của một mạng lưới tương tác thị trường và nền tảng của dịch vụ theo yêu cầu cho cộng đồng hệ sinh thái khởi động. Nó bao gồm 6 cộng đồng quan trọng, các tổ chức và innovator, startup, các nhà đầu tư, các công ty và các cung cấp dịch vụ và những người tham gia khác. Moolia sử dụng các khái niệm thời gian thử nghiệm của các cụ chương trình và chương văn phòng kỹ thuật số của dịch vụ, hình đại diện, vị trí kinh doanh và nguồn công việc để mô phỏng các mô hình hỏa tuyến của hệ sinh thái khởi động. Chúng tôi hoan nghênh các bạn đăng ký trên www.moolia.global để trải nghiệm nền tảng SaaS đang chờ cấp bằng sáng chế, hướng dẫn hệ sinh thái cho phép người dùng tìm thấy các khả năng vô hạn khi họ hội tụ, khám phá, cộng tác, thực hiện các giao dịch và dịch vụ trên nền tảng. Các bạn hãy xem video giới thiệu chi tiết về Moolia một cách tiếp tại đây. Về việc phân phối tiền xu thì việc hóa vỡ phân phối tiền xu, trong đó 1% dành cho bán trước, 27% cho bán riêng và 20% cho bán đông. Về việc phân bổ tiền xu thì trong đó 1% cho bán trước, giảm giá riêng là 27%, giảm giá bán đông là 20%, 14% cho cố vấn, người sáng lập và nhóm, 24% cho đặt trước ạ. Và trong đó về chi tiết tiền xu thì MoolyaCoin là một đồng tiền xu dựa trên chỉ tiêu ERC20 với các chi tiết token có mã MOOLIA Moolia. Mũ mềm là 3 triệu đô, mũ cứng là 25 triệu đô. Pre-sale thì từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018 tiền xu sẽ được cung cấp lên tới 10 triệu Moolia, tiền thưởng 25% với tỷ lệ tiền xu tương đương với 0,06 đô. Bán tư nhân từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018. Thẻ để bán 270 triệu Moolia. Chương trình giảm giá sẽ kết thúc với chúng tôi là giới hạn của H với tiền thưởng 20% tỷ lệ tiền xu là 0,06 đô. Bán đám đông thì từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 1 năm 2019. Để bán lên tới 200 triệu Moolia trên thị trường và kích thước thì chúng tôi được giới hạn với tiền thưởng 5% tỷ lệ tiền xu tương đương với 0,06 đô. Giá tiền trong ICO 1 Moolia là 0,06 đô và chịu chuyển đổi từ đô sang Ether cho mình sẽ xem như trước để phân phối. Đầu tư tối thiểu là 0,2 Ether tương đương với 100 đô giảm giá trước khi bán và bán trước bán đông. Với liên vệ tiền tệ chấp thuận là Ether và đô. Ngay với đi đã thông báo trong 48 giờ về đầu tiên nhận Ether và thế. Tiền xu khóa, tất cả các đồng tiền phát hành sẽ bị khóa trong suốt thời gian của ICO và trong 3 tháng. KIC đăng ký KIC trên trang web là bắt buộc để tham gia ICO. MoolyaCoin sẽ được phân bổ 48 giờ sau khi KIC sẽ hoàn thành trong 30 ngày. Người dùng đăng ký và nhận được các bước quy trình tiếp theo. Còn lại trên tiền xu, tất cả các đồng tiền còn lại sẽ được cung cấp cho ICO sẽ bị đốt cháy sau khi ICO kết thúc. Tiền chưa sử dụng sẽ được chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Với điều khoản hợp đồng thông minh thì hợp đồng thông minh của chúng tôi sẽ kiểm tra và xác minh nó sẽ có các chức năng cần thiết như là liên kết gồm bơm và các chức năng khác như được đặt để cải thiện năng lực bảo mật và quản lý rủi ro hiện tại, tương lai phát sinh cho các thách thức từ hiện tượng hiện tại. sắp tới hoặc không lưu trữ được. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những chức năng này là để cải thiện sự quan tâm của người ủng hộ với những tham gia của chúng tôi ở bất kỳ thời điểm nào. Về việc phân phối của quỹ số tiền huy động được thì đây là các chủ trương phân số tiền huy động, thì chúng có 20% các chủ nền tảng, 20% OPEC, 60% còn lại để tiếp thị hợp tác toàn cầu. Các bạn có thể đọc báo cáo chính thức của chúng tôi bằng cách tải về bản giấy online 20 trang và báo cáo chi tiết lên tới 65 trang các kích tại đây. Về tính năng của Moolia sử dụng các khái niệm thời gian thực hạn, các cụ chuyên văn phòng kỹ thuật số, thẻ dịch vụ, avatar, quy trình kinh doanh và quy trình công nghệ để mô phỏng các mô hình hạng tuyến của hệ sinh thái hoạt động. Lòng tin và một số tính năng của chúng tôi như: thứ nhất, tất cả 6 cộng đồng cùng nhau. Nền tảng kỹ thuật số toàn cầu đầu tiên của Lai để hội tụ cộng đồng cộng tác giao dịch thương mại và phục vụ nhiều chức năng khởi động. Thứ hai, giao dịch trực tuyến BIC, CIC, VIP, nên mang đến sự dễ dàng cho các dịch vụ của người dùng thông qua việc sử dụng sáng tạo dịch vụ thẻ và văn phòng kỹ thuật số có thể được người dùng khác sử dụng và thanh toán trong Moolia. Toàn cầu có liên quan, Moolia Global có sử dụng module sàng lọc người dùng vượt qua nhận thức địa phương hóa và quy tắc kinh doanh cộng đồng để quản lý bằng những người sáng tạo toàn cầu được chọn lọc như Moolia, cố vấn chuyên gia và các đối tác. Với các toàn cầu của chúng tôi cũng hợp tác với phần lớn loại toàn cầu trong ICO MoolyaCoin của chúng tôi như CoinUP, GoPy, KC3, Tapia, Rastan v.v. Và đây là lộ trình phát triển dự án của chúng tôi. Dọc ra này chi tiết và mục tiêu là trợ phát triển của chúng tôi. Thì chúng tôi đã khởi tạo ý tưởng rất vật dụng, đã bắt đầu công việc OX vào tháng 6 năm 2016 và cho đến hiện tại thì chúng tôi đăng ký Moolia mới tất cả các thành phố và đã ra mắt bảng bán hàng và mã thông báo. Và tiếp theo sang quý 4 chúng tôi đã khởi chạy MoolyaCoin trên Moolia Global. Năm 2019 thì quy trình việc tiên tiến và dịch vụ blockchain trên Moolia. Và đây là các thành viên trong đội phát triển hay là chúng tôi giới thiệu với các bạn nhóm những chuyện xảy ra như các nhà đồng sáng lập, CEO, CMO, CTO, v.v. Đây là các video đơn giản để bạn hiểu thêm về sinh thái của kỹ thuật số của chúng tôi. Và đây là nền tảng online stream shop. Chúng tôi là sinh thái khởi động kỹ thuật số trực tiếp chỉ tới cả 6 cộng đồng. Các bạn đã xem thêm nhiều video và hình ảnh và cách kích tại đây. Và đây là các lời chứng thực của các cố vấn, các thứ ấy của chúng tôi như là đồng giám đốc của việc giám đốc điều hành, CEO, v.v. Chúng tôi đang cố số hóa các trung tâm khởi nghiệp toàn cầu chúng tôi là nền tảng khởi động kỹ thuật đầu tiên và thế giới cung cấp tất cả 6 cộng đồng trên nền tảng duy nhất của các trung tâm khởi nghiệp. Hãy nghĩ đến đó là quy trình về công việc ngoại tuyến được thực hiện trực tuyến đấy. Và hãy tham gia chúng tôi trên Telegram và các kích tại đây, tìm hiểu chúng tôi qua các trang mạng đồng như Facebook, Twitter, Telegram, v.v. Và để địa chỉ mail mình, chúng tôi sẽ gửi những cuộc mới nhất về mã thông báo Moolia. Các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ạ.